Hi guys, welcome back to our channel. Here we are again to study lesson 3, unit 3, Friend. Workbook, I learn smart word. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là bài 3 trong phần unit 3, chủ đề Friend. Những người bạn, sách bài tập I learn smart word. In lesson 3, we are going to review someone's character. And the second one, we are going to read the summaries of a story. And the last one, we are going to write an email about a person you know well. Trong bài 3, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá xem tính cách của một ai đó. Thứ hai, chúng ta sẽ đọc tóm tắt về một câu chuyện. Và điểm thứ ba nữa là chúng ta sẽ viết một email về một người mà em biết rõ nhé. Now, are you ready? Let's get started. The first one, new word. A. Complete the words with the vowels. A. E, I, O, U, and Y. Chúng ta sẽ hoàn tất những cái từ sau với những cái phần nguyên âm. Ta có 5 nguyên âm. Alright. Number 1. We have selfish. Tính từ keo kiệt, ích kỷ. Alright. Number 2. We have helpful. Tính từ người hay giúp đỡ. Number 3. We have kind. Tính từ tốt bụng. Number 4, we have lazy. Alright? Tính từ lười biếng. Number 5, funny. Tính từ vui vẻ, hài hước. Number 6, and the last word, friendly. Thân thiện. Tính từ thân thiện. Alright? Okay, B, filling the blanks with the adjectives. In text A, chúng ta sẽ điền vào ô trống với những tính từ trong phần A nhé. Number 1, we have people only thinks about themselves. Những người mà chỉ nghĩ đến bản thân họ, như vậy là selfish, ích kỷ. Alright. Number 2, people make their friends laugh. Những người mà làm cho bạn của họ cười, như vậy là những người đó rất là vui vẻ, hài hước. Here we have funny. Alright. Number 3. People love talking to their friends. Những người mà thích nói chuyện với bạn của họ. Friendly. Thân thiện. Friendly. Okay. Number 4. People are very nice to people and animals. Những người mà tốt với những người khác cũng như là động vật. So, we have kind. Là tốt bụng. Okay. Number 5. People helps other people by doing something or giving advice. Những người mà luôn giúp đỡ những người khác và bằng cách là làm một điều gì đó hay là đưa ra lời khuyên, như vậy là người đó làm sao? Helpful, người đó hay là người hay giúp đỡ. Okay. Helpful. Đó là người hay giúp đỡ. Alright. Number 6. People don't want to work. Người mà có những cái người mà không thích làm việc như vậy là gì? Lazy, làm biếng, đúng không? Alright, very good guy. Now the next one. The next one is listening. Listen and answer the question. Phần tiếp theo sẽ là phần nghe. Phần này thì chúng ta sẽ nghe và trả lời những câu hỏi sau nhé. Number 1. What's Alice like at the start of the book? Bạn Alice thì như thế nào ở phần đầu của quyển sách? She funny? Number 2, what does she like doing? Look at that, this picture. Maybe she like reading, alright? Number 3, what do Alice's parents want her to do? Ba mẹ của Alice thì muốn cô ấy làm gì? Number 4, what's Daniel like? Bạn Daniel thì như thế nào? Alright. Number 5. What's Alice like after Daniel helps her? Bạn Alice thì như thế nào sau khi bạn Daniel giúp đỡ cô ấy? Okay. Now, you ready? Listen together and answer the question. Lesson 3. Track 10. Page 18. Listening.
Listen and answer the questions. I read a book called Alice, I think. It's about a girl named Alice, her parents and her friends. She is funny. She loves reading books and often dresses like the characters from her books. Alice's parents want her to study at home. When Alice grows up, she decides to get a new haircut to make her life better. Later, she meets a kind boy named Daniel. We see how he helps Alice. At the end of the book, she is happy and friendly. Okay, very good, guy. Now, let's see the task script. Listen again and check your answer, okay? Listening. Listen and answer the questions. I read a book called Alice, I think. It's about a girl named Alice, her parents and her friends. She is funny. She loves reading books and often dresses like the characters from her books. Alice's parents want her to study at home. When Alice grows up, she decides to get a new haircut to make her life better. Later, she meets a kind boy named Daniel. We see how he helps Alice. At the end of the book, she is happy and friendly. All right. I read a book called Alice, I think. Tôi nghĩ là tôi đã đọc một quyển sách tên là Alice. It's about a girl named Alice, her parents and her friends. Nó nói về một cô gái tên là Alice, ba mẹ của cô ấy và những người bạn của cô ấy. She is funny, right? Cô ấy thì vui tính. So number one, what's Alice like at the start of the book? Alice thì như thế nào ở phần đầu của cuốn sách? She funny, right? Cô ấy vui tính, right? She loves reading books and often dresses like the characters from her book. Cô ấy thích đọc sách và thường ăn mặc giống các nhân vật trong sách của mình. So, number two, what does she like doing? Cô ấy thích làm gì? She likes reading books, right? Okay, Alice's parents want her to study at home. Ba mẹ của Alice thì muốn cô ấy học ở nhà. So, number three, what do Alice's parents want her to do? Ba mẹ của Alice muốn cô ấy làm gì? They want her to study at home, right? When Alice grows up, she decides to get a new haircut to make her life better. Khi Alice lớn lên, cô ấy quyết định cắt tóc mới để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Later, she meets the kind boy named Daniel. So number four, what's Daniel like? Bạn Daniel thì như thế nào? Kind. He's kind, right? Good job. We see how he helps Alice. Chúng tôi xem cách mà anh ấy giúp đỡ Alice. At the end of the book, she is happy and friendly. Và cuối quyển sách thì cô ấy hạnh phúc và thân thiện. So number five, what's Alice like after Daniel helps her? Alice thì như thế nào sau khi mà Daniel giúp đỡ cô ấy? She's happy and friendly, right? Okay, very good, guy. Now, the next one. The next one is reading. Read the summary of the story, Charlotte's Web and Circle, True or False. Phần tiếp theo sẽ là phần đọc. Đọc phần tóm tắt của một câu chuyện có tên là Charlotte's Web và khoanh trọn câu trả lời đúng hay là sai nhé. The summary of Charlotte's Web. Tóm tắt câu chuyện Charlotte's Web. Alice Woods, July 27. Alice Woods, ngày 27 tháng 7. Charlotte's Web is a story about a farm. Charlotte's Web là một câu chuyện về nông trại. A shy pig, Wilbur, lives on the farm. Một con lợn nhút nhát hay là một con heo nhút nhát tên là Wilbur sống trong một nông trại. Mr. Yuckerman, the farmer, wants to sell Wilbur because he is selfish and he wants money. Ông Yuckerman là một nông dân muốn bán Wilbur bởi vì là ông ấy ích kỷ và ông muốn có tiền. Alright. A kind spider, Charlotte,
talk to Wilbur. Một con nhện tốt bụng tên là Charlotte nói với Wilbur, she is a helpful friend. Cô ấy là một người bạn hay giúp đỡ. And she makes a plan to save Wilbur's life. Cô ấy đã lên kế hoạch để cứu mạng sống của Wilbur. She writes nice letter on her web. Cô ấy đã viết một bức thư đẹp trên cái mạng nhện. Ok, ta có gì? Web. Ta có web là mảng, những cái sợi rất là mảnh đang chen vào nhau. Ta có a spider web là mạng nhện. Alright. She writes nice letter on her web. Cô ấy viết một cái bức thư đẹp hay trên cái mạng nhện. And the farmer thinks Wilbur is writing them. Và người nông dân thì nghĩ là Wilbur thì đang viết chúng. The farmer takes Wilbur to a fair. Người nông dân thì đưa Wilbur đến hội chợ. Wilbur helps the farmer win a prize there. Wilbur thì giúp người nông dân chiến thắng một giải thưởng ở đó. He thinks Wilbur is amazing. Ông ấy nghĩ Wilbur thì thật tuyệt vời. And he decides not to sell him. Và ông ấy quyết định là không bán cậu ấy. Children around the world love Charles Schwab. Những đứa trẻ ở khắp thế giới thì yêu cái câu chuyện Charles Schwab. Ok. So number one, Wilbur is a spider. Wilbur là một con nhện. Is it true or false? False. Wilbur is a pig. Wilbur là một con lợn hay là một con heo. Alright. Number two, Mr. Yuckerman is selfish. Ông Yuckerman là một người ích kỷ đúng không? Yes, because he is selfish and he wants money. Alright. So number two is true. Như vậy câu số 2, đúng. Number 3, Charles is a helpful spider. Charles là một con nhện hay giúp đỡ. Is it true or false? True. Now let's see. Charles, a kind spider, Charles talks to Wilbur. She is a helpful friend. Alright? She is a helpful friend. Cô ấy là một người hay giúp đỡ, là một người bạn hay giúp đỡ. So, number 3, true. Câu số 3, đúng. Number 4, Charles makes a plan to save Wilbur's life. Charles thì đã lên một kế hoạch để cứu mạng sống của Wilbur. Is it true or false? True. So, here we have, she makes a plan to save Wilbur's life, right? Number 5, Mr. Yuckerman thinks Wilbur is very funny. Ông Yuckerman nghĩ là Wilbur thì rất vui tính. Is it true or false? False. He thinks Wilbur is amazing. Ông Yuckerman nghĩ là Wilbur thì rất tuyệt, thì tuyệt vời. Alright? So, number 5, false. Như vậy câu số 5, sai. Okay, very good guy. Now, the next one. The last one is writing. Write an email to your friend about a person you know well. Là viết một email về một người mà em biết rõ. Use the questions below to help you with your writing. Và chúng ta sẽ sử dụng những câu hỏi bên dưới để giúp bạn trong cái phần viết nhé. Write 40 to 50 words. Chúng ta sẽ viết 40 đến 50 từ. Alright? Now, number one, how old is he, she? Cô ấy, ông ấy thì bao nhiêu tuổi? Ví dụ mình nói về bạn của mình, cô gái, bạn nữ thì là she, cô ấy bao nhiêu tuổi thì mình ghi ra. He là cậu ấy bao nhiêu tuổi mình ghi ra. Nếu mình đề cập là dì thì là dì của mình bao nhiêu tuổi, hay là chú của mình bao nhiêu tuổi, hay là ông của mình bao nhiêu tuổi, bà của mình bao nhiêu tuổi thì mình ghi ra. Alright. Number two, what does he, she do? Ông ấy, cô ấy hay làm gì? Ví dụ như là học sinh, đúng không? Hay là làm việc trong một ngân hàng hay là gì đó thì mình ghi ra. Number 3, what does he, she look like? Cô ấy hay là cậu ấy hay là ông hay là bà thì trông như thế nào? Về ngoại hình trông như thế nào? Right? Ví dụ như là he, she is tall.
sharp, fat, slim, or thin, right? Etc. Ví dụ về ngoại hình có thể là cao hay là thấp, hay là mập, hay là ốm, hay là mảnh mai. Alright? Rồi về tóc làm sao? He, she had short or long hair. Màu tóc thì ta có gì? Brown, blue, red, blonde hair. Đó, mình nói vô ha. Về mắt thì sao? Big eyes or small eyes. Mắt to hay mắt nhỏ? Mắt thì cũng có là brown eyes, blue eyes, green eyes. Alright? Khuôn mặt trí son hay là khuôn mặt tròn hay là khuôn mặt chữ điền. Alright? She had a round face, là khuôn mặt tròn. A square face, khuôn mặt chữ điền. Hay là oval face, khuôn mặt hình trí son. Alright? Etc. Okay? Number 4. What's he, she like? Cô ấy, cậu ấy hay cái người đó thì như thế nào? Tính cách như thế nào? Right? He, she is sharp, keo kiệt, or helpful, người hay giúp đỡ, or kind, tốt bụng, or lazy, hay là lười biếng, or funny, hay là vui tính, or friendly, hay là thân thiện. Alright? Number 5. What does he, she love doing in his, her free time? Cô ấy hay cậu ấy thì thích làm gì vào thời gian rảnh? Alright? He loves reading books in his free time. Ví dụ như là cậu ấy thích đọc sách vào thời gian rảnh. Or she loves listen to music in her free time. Hay là cô ấy thích nghe nhạc vào thời gian rảnh. Alright? For example, ví dụ mình có ví dụ như sau nhé. Tom at friendsmail.com. Ok, gửi đến bạn Tom chủ đề my aunt. Chủ đề là gì của tôi? Hey Tom, chào Tom. How are you? Bạn có khỏe không? Let me tell you about my aunt. Để cho mình kể cho bạn nghe về dì của mình. My aunt is 40 years old. Dì của mình thì 40 tuổi. She is a chef in a restaurant. Cô ấy là đầu bếp ở một nhà hàng. She's tall and thin. Cô ấy cao và... Dì ấy cao và gầy. She has long black hair. Dì ấy có mái tóc dài, màu đen. She's pretty. Dì ấy đẹp. She's funny and helpful. Dì ấy vui tính và hay giúp đỡ người khác. She likes reading comic books and cooking in her free time. Dì ấy thích đọc truyện tranh và nấu ăn vào thời gian rảnh. Write back soon là viết cho mình sớm nhé. Your friend. Bạn của bạn, ký tên Jack. Okay, guys. We stop here. Thank you so much for your listening and see you next video. Bye.